Còn á, ung thư ruột là tại sao biết ung thư ruột nào? Cái ruột nó như thế này. Bây giờ vẽ cái trực tràng đi. Trực tràng là cái xuống thế này này. Ta cái trực tràng. À, trực tràng thế này. Thì khi á, mình ra cục phân á, nó to hơn này. Là tròn. Nhưng mà tự nhiên có một cái biếu. Cái biếu trong này này. Có biếu trong này này. Thì ra cục phân á, nó nhìn lẹm như thế này. À, nó lẹm như thế này. Nó lẹm chỗ này. Nó lẹm như thế này. Ra mà lẹm thế này á, là chứng tỏ trong này có biếu. Vì thế mà mình làm cái ống kem mà viết chữ sinh nhật á, mà cái ống nó tròn thì ra chữ tròn, mà ống nó bị lệ một bên á thì ra chữ nó lóp. Vậy thì ra nhìn cục phân chết cha nó lóp rồi, như vậy trong này có biếu rồi. Vậy biếu này ấn vào thì có cục, vừa có cục đau mà ấn nó cục, ấn nó có cục nhưng không đau là biếu lành. Ấn vào đau á là biếu đã mọc rễ xâm phạm tới tới da của cái ruột rồi, thì nhất định nó không đi, nhất định không đi. Vì thế mà chúng ta đó ép gối vào là ép nó vô, còn uống phan tử diêm để tống ra thì cái biếu mỡ, những cái mỡ đóng ở đây này nó trôi xuống, thì ra phân đó, thì nhìn thấy có mỡ và tự nhiên giờ này hết đau, tức là biếu nó nhỏ đi, nó tan đi. Thì vì khi ép nó sẽ nhỏ dần, ép nhỏ dần nó mất biến mất. Vậy thì các biếu đều phải làm cho biến mất bằng bài kéo gối, tức là phải đụng vào nó chứ không có thương nó để cho nó nở to ra. Và tự nhiên khi phân đi thế nó tròn trở lại là hết bị, mà thấy nó càng lót vô bao nhiêu là bị. Mà nếu mình biếu độc á nó vỡ ra thì đi phân ra có lẫn máu, máu này là máu gì, máu nâu và đen, tức là máu ở trong sâu thì nó mới đen. Còn ngược lại á, đi cầu ra máu ngay thì ở đây là mũi trĩ. Cái hậu môn này nó có những mũi trĩ thế này này. Đó. Nó hình vòng tròn, cái là hình vòng tròn ở đó này. Đây nó vòng tròn này. Đó hậu môn này. Đó. Thì một cái mũi này xúc ra, nó rớt xuống lòng thòng đây này. Thế gọi là trĩ. Là bởi vì phân cứng quá, nó bật cái mũi này, cái mũi nằm đây này. Mũi nó nằm ở trong này, nó bật cái mũi ra, nó mới thòng lòng xuống. Là bị trĩ, là bị phân quá to, là bị táo bón. Tránh táo bón cũng vẫn phải dùng phân tử diệp. Càng táo bón bao nhiêu thì áp huyết càng cao bao nhiêu. Đó. Bởi vì nó bị lỗ dưới thì nó phải xì lỗ trên. Nó xì lỗ trên này, thì nó phải hạ lỗ dưới xuống. Thành ra, còn ngược lại đau bụng á, nó có hai loại. Một loại mà kéo gối nó kêu thịt, thế là hơi ra thì bụng nó hết căng. Còn mặt nó kéo xong rồi, thưa thầy toilet đâu, thế là bắt đầu nó muốn đi toilet rồi thì phân nó ra. Và đằng này không ra thì chỉ ra hơi thôi, pịt. Đó là 300 cái chạy vô toilet liền. Thế khi mà tập 300 cái phải kiếm con mỗi người con cái chùa này toilet ở đâu, chia ra chạy vô là không kịp. Thế là có người bảo thấy thầy, tôi bị bón nó 4 ngày nay không đi cầu được, uống cái gì tôi khỏi uống cái gì, tập kéo có 300 cái, vừa kéo 300 cái xoay đi thầy, chạy vô, thôi em đi được rồi, đi nhiều lắm. Đó.